Mến chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Nhi ha, có làm cái clip để giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống mai ghép bên vườn của em Nhi cô chú anh chị ha. À, giống siêu ôm Sài Gòn. À, với lại là hôm nay chỉ lên thanh lý ha, thanh lý hết cái lô siêu ôm Sài Gòn tới cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái này giá cả hợp lý mình ủng hộ cho em Nhi nha. Không có thời gian nữa mình gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Chào em Nhi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh nè. Hôm nay trở lại kênh em xin giao lưu cô chú anh chị mình lô mai giống tiếp tục. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái năm hôm nha. Rồi. Cái đầu clip hôm nay mã số 35A. Rồi. Cái siêu ôm Sài Gòn. Đế này đẹp nha, mua giùm lấy phôi lại cũng được. Quành 15, cao 46, cái ngang được 60, cây rẻ của chú anh chị giá 150 thôi nha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 36A cũng là cây giỏ siêu ôm Sài Gòn. Rồi. Quành được 11. Rồi. Cao 70, lại có ngắn cái này còn nha. Một bo nha cô chú anh chị. Cái ngang được 30, cái đường bên này mình muốn ghép thì mình ghép ha. 150 nha cô chú anh chị. Rồi, 150.000 ha. Dạ. Đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số 37A. Rồi. Một cây siêu bông Sài Gòn. Cái này đế đẹp nha. Co lắc, thân co lắc nè cô chú anh chị ha. Cái này cây rất là mạnh. Quành 13. Rồi, cái này cô chú anh chị ha, cứ an tâm tại vì hàng này em cao đi 41, không có thời gian chăm á. Tán ngang 25. Nè. Cây gì vậy cô chú anh chị mình cắt đơn lại, cắt lại cây chừng như đây nè cô chú anh chị khoảng tầm 10-15 xăng ha. Đó, dạ. Cắt lại một cái, lặt hết lá, lặt hết nụ. Cây lên bao đẹp luôn cô chú anh chị, bao dạ, mạnh cho cô chú anh chị luôn á. Cây cô chú anh chị 150 nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 38A cũng là cây giỏ siêu ôm Sài Gòn. Rồi. Cho thông số luôn đi em. Quành 13. Rồi cây đang đâm lộc cô chú anh chị ha. Tới ngang 43. Cây này em giao lưu cô chú anh chị giá 150 nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 39 nè. Rồi. Cây giỏ siêu ôm Sài Gòn. Quành 14. Rồi. Cao 60, tới ngang 43. Cây này em giao lưu cô chú anh chị giá cũng 150 thôi nha. Rồi. Mấy cây này thì em Nhi nói chung là thanh lý thì cô chú anh chị ha, mức giá quá rẻ rồi cô chú anh chị mình đừng có trả giá tội nghiệp em Nhi ha. Tại vì mấy cô chú anh chị nhiều khi á em Nhi báo 150, cô chú anh chị mình vô trả 120 rồi cũng tội nghiệp nó, tại vì nó cũng cần bao ship cô chú anh chị ha. Vậy đó bao phí ship luôn, một cây như vậy phí ship nó cũng mấy chục ngàn rồi. À, tiền ship rồi tiền thùng shop nữa. Thì em Nhi nói chung một cây này em Nhi chỉ còn lại tầm khoảng 40 ngàn thôi cô chú anh chị. 40 đến 50 ngàn là cao nhất chứ không có còn nhiều nữa cô chú anh chị ha, nên là đừng có trả giá nó tội nghiệp cho em Nhi nha cô chú anh chị ha. Nó không có lợi, nói chung là nó bán cái này á là tại vì nó đang cần tiền gấp để xây sở công việc gia đình, nên là em Nhi nó mới bán với giá hữu nghị, bán với cái mức giá siêu rẻ như vậy. Rồi thì cô chú anh chị mình cũng đừng có trả giá quá nha, nên tội nghiệp cho em nó ha cô chú anh chị ha. Rồi tiếp theo mã số 40H là cũng là cái giỏ siêu ôm Sài Gòn nha. Rồi thông số luôn đi em. Ngược hướng đi. Được 15. Rồi cao 66, tới ngang được 43. Cái này em để cô chú anh chị giá 170 nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 41H nha cô chú anh chị, cũng là cái giỏ siêu ôm Sài Gòn. Rồi thông số luôn em. Quành được 13. Rồi cao 72, bò già cô chú anh chị ha. Tới ngang được 60. Cái này em giao lưu cô chú anh chị giá 200.000 thôi nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 42A nha, cũng là cây giỏ siêu ôm Sài Gòn nha. Rồi cái này là bữa nay em thanh lý nha. Em nói thiệt, với mức giá này em đảm bảo cô chú anh chị mình mua cái phôi thôi, cũng không có giá vậy đâu cô chú anh chị. 13. Cao 68. Tán ngang được 65. Cái này em để cô chú anh chị mình giá cái này là 200.000 nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 43 nha cô chú anh chị. Rồi, cái này tàn tròn nha cô chú anh chị. Cái này tàn rất là tròn luôn nha cô chú anh chị. Quành được 13. Cao 62. Cái ngang 66, cái này để cô chú anh chị giá 250 thôi nha. 250. Cái này tàn rất là tròn luôn cô chú anh chị ha. Cái này đẹp. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 44H cho cô chú anh chị, cũng là cây giỏ siêu ôm Sài Gòn nha. Rồi cái này cái tàn rất là đều luôn cô chú anh chị ha. Quành được 14. Cao 60. Cái ngang được 80. Cái này đẹp nha. Để cô chú anh chị mình giá 350 và cũng là cây cuối clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái năm hôm nha. Em xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.